thường đúng không? À đúng. Mình chỉ cần vệ sinh lại mấy cái phần này. Có ví dụ như những cái cây nào mà đòn tay nó chóc vá ngang đó, mình có thể mình thay bằng cây sắt được không anh? Được. Được hỏi là ông hay để đây nè. Nguyên một đống mì luôn nha cô bác anh chị. À. Đây là dây điện, đây là có điện hết nha cô bác anh chị. Không sao. Ông hay nói không sao chứ con thấy là ban ngày thì chưa thấy sao thôi. Mà lỡ là nó quéo ghê. Cũng mới có sao á. Em có thể. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt trước nhà ông hai gần 90 tuổi cô bác quý anh chị. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ có nói với anh Hợp lại khảo sát cái ngôi nhà của ông hai để có thể tiến hành nâng cấp cái ngôi nền cũng như là sửa chữa những cái phần hư hỏng cho ngôi nhà của ông hai cô bác quý anh chị. Vì có rất là nhiều mạnh thường quân muốn gửi ủng hộ tiền cho ông hai và bà hai có một cái nền nhà mới nó sạch sẽ hơn và cái ngôi nhà này nó đỡ một nát hơn tí xíu trong những ngày cuối đời. Còn bây giờ thì mời cô bác quý anh chị với Bùi Hồ cũng như là anh Hợp gặp ông hai và bà hai ha. Lúc nãy thì Bùi Hồ đến đây á thì ông hai ông cầm cái cây này là ông tính đi làm cái gì nè cô bác quý anh chị. Đó, ông tính đi làm đâu thì Bùi Hồ mới nhờ ông hai ở nhà để mà tâm sự với ông tí xíu. Con chào ông hai. Ông hai ơi, cái nền này của mình của nhà mình hay là của ai ông hai? Nhà mình trả tiền rồi mà nó không làm chưa làm giấy đúng không? Có nghĩa này nó vô đòi hoài con tôi thằng dạ. Thứ chín nó trả. Dạ, vậy là trả xong rồi mà chưa làm giấy thôi. Vậy là cái nền này là cái nền tuyến dân cư đó cô bác anh chị, là nền của nhà ông hai luôn ha. Cô bác anh chị có thể thấy cái ngôi nhà cái phần cây ở trên này nè, những cây đố những cây đòn tay này hình như nó bị mọt ha. Còn ở bên đây thì là cái vách bên đây là bằng mũ bạc, tấm bạc á. Ông hai có thể dỡ ra cho coi được không? Ngày xưa là cố tình làm vậy hay sao ông hai? Có làm có đường ngang như vậy nè, này nè. Đây cô bác anh chị, đây là cái nhà này đường vậy đó. Để Bùi Hồ cho coi cho ngõ ha. Cây rồi gãy cao rồi. Đó. Rồi đây nữa nè. Đây nè cô bác anh chị. À, cái tấm tôn này em có thể lui ra ngoài. Cái tấm tôn này dần nó không có theo cái logic, không có theo cái trật tự được cả. Đó. Cho là dần ở dưới cũng như vậy nè. Dạ. Bỏ trời rồi tôi dừng cho mưa nắng. Ừ. Rồi em xích vô đây đi. Em đi theo anh. Bây giờ vô trong thì dây điện ghê quá. Có dây điện kìa. Trời ơi trời. Ông hai giật không? Không. Nó giật cái gì sao? Đâu có giật. Cái quạt này cũng bị cổ rồi nè. Do ông hai với bà hai á, cô bác anh chị không có đóng lau phòng gì cũng khá là nóng. Mà bụi á nên hình nữ nè. Thấy không? Người ta hỗ trợ mì gấu đỏ là ông hai để đây nè. Nguyên một đống mì luôn nha cô bác anh chị. À. Lấy gì ông hai? Ông hai là ở đây là ông hai theo đạo cao đài. Ha. Ở đây có bàn thờ nhỏ như này nữa. Bàn thờ cứu bùi không? Ừ. Trời ơi. Cái nhà vệ sinh ở trong này nè, không có dán gạch luôn nha cô bác anh chị. Đó, có nhà vệ sinh thôi nhưng mà không có dán gạch. Hả? Ông hai nói gì? Dạ, ông hai nói cầu tiêu dán gì. Mà ở đây là cái không có bấm nút gì đâu, nó đi giấy. Em quay qua đây. Sao ông hai làm cái không gian này để cho nó trống vậy ông hai? Phải nó trống. Dễ rồi. Có ai ở nữa đâu. Dạ, cây nè. Cô bác anh chị thấy cây này nó bị mục hết rồi nè. Ngay cả cái mối bột nó ăn á. Những cái khu mà nơi cái đóng cái trang thờ ở trên á thì đã bị mục hết rồi. Cái này mục hết rồi. Mình thấy gì chứ ngôi nhà này dở ra không còn được nhiêu cây á. Mối ăn điệu trên nên thấy mối. Điệu hết. Mối ăn mấy cây xiên trên thấy không? Mấy cây xiên ở trên đó bị đồn tay đồ bị mối hết luôn. Bây giờ dở ra là bỏ chứ không muốn xài được cái gì đâu. Không biết mà dự toán cắt cái nhà nhỏ nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi, không biết bao nhiêu tiền. Nếu như mà làm là chắc có lẽ là làm tới đây. Rồi sao có nhà vệ sinh thầm ra ngoài sau là được, ngoài sau trừ một khu đất trống. Trời ơi. Sáng nay ông hai ăn cơm gì ông hai? Sáng nay ông hai ăn cơm gì? Nay ăn chay hả? Nhưng một tháng ăn chay là 8 ngày hay sao? 10 ngày. 10 ngày. Đạo cao đài là
đạo cả đài là ăn chay 10 ngày có bác anh chị. 14, 15, 29, 30, mùng 1, mùng 2, 18, mùng 8 nữa. Với lại mùng 8, 18 là ăn 4 đến 10 ngày. Là ăn đủ không hay là tháng nào cũng ăn đủ không hay là ông hay là tháng nào tới ngày tương ăn hả? Ăn đủ. Vậy thì những ngày ăn tương hay có đi đặt cá không? Thì đặt ăn xui vậy mình đâu có ăn. Bây giờ con có một cái con tin ông hai rồi, là ông hai là tuyệt vời, là ông hai là lội xong là tuyệt vời, nhưng mà con chưa thấy ông hai chạy xe sao luôn. Chạy nổi không? Chạy được không? 90 tuổi sao thấy đường chạy gần 90 tuổi. Trưa chạy mua thuốc ba. Dạ hả? Cái này là mua lưới này làm gì á? Dớn. À đặt dớn thêm. Này mới trúng số hay sao mua tờ lưới này? Có 50 ngàn bạc. Hả? 50 ngàn bạc hả? 50 ngàn gửi cho mua hôm qua đó. Rồi thiếu tiền ta hôm qua mua 40 ngàn cá trả chưa? Hôm qua nhờ hàng xóm mua 40 ngàn cá trả chưa? Mua thịt trả rồi. Mua cho bà ăn đó. Là trúng số ha, là mua thịt ha. Ông hai cái này là ngày xưa mà ai cắt cho ông hai mà cứ chấp phá vậy? Cái gì mấy người ấy người ta cắt? Hồi đó cắt nhà đó này trống quá, rễ bỏ lấy xiếc nó dựng vô. Nhà ông hai vô không được quét dọn sạch sẽ vì cái sức khỏe của ông bà là tuổi già, thành thử là tạo điều kiện cho mấy con mối con mọt, thậm chí là mấy con nhện nó đu bám vô đây, mà dây điện nhìn ghê lắm. Đây cô bác anh chị, em có thể quay cái phần dây điện đây, là dây điện đây là có điện hết nha cô bác anh chị. Không sao ông hai nói không sao, chứ con thấy là ban ngày thì chưa thấy sao thôi, mà lỡ là nó quéo ghê mới có sao á. Em có thể qua đây quay bà hai cái. Dạ bà hai ơi, hôm nay có người ta đòi cắt cho bà hai cái căn nhà lầu, bà hai có chịu không? Thì cho vợ đấy à. Cho vợ đấy ha. Chỉ là lành lặn là được rồi. Lành được rồi. Chứ nhà lầu là không chịu. Nhà lầu thì công cũng vậy. Nhà cho nhà lành nữa coi. Sao cực? Cánh mưa cánh nắng đồ không có như vậy thôi. Chỉ cần nơi tránh mưa tránh nắng thôi. Chứ nhà mà lành quá là quét không được. Cánh mưa tránh nắng là sao con không hiểu? Tránh mưa tránh nắng như có mưa đừng dột với vậy đó. Nhà mình ở thời điểm hiện tại có bị dột không? Không. Chưa bị dột ha? Dạ. Mà mưa, có ý con nói lúc mưa có dột không? Mưa có gió rồi tạt vậy thôi. Tạt vậy thôi chứ chưa có dột ha? Dạ. Bây giờ nhà mình bà hai là muốn làm cái công trình của mình đó, là bà hai muốn làm cái gì lệnh nhất? Nhà hả? Thì che cái mưa che nắng ở nhất. Nhưng mà muốn sửa lại ngôi nhà thì bà hai muốn sửa chỗ nào nhất? Sửa cái trong bếp rồi trước cho sạch sẽ mình nấu ăn rồi đó. Cái không gian nhà bà hai á là không có cái không gian bếp luôn. Bếp là chính là đằng trước này. Đằng bên kia là ngủ, còn cái phần mà chừa đất trống sau lưng cái nơi thờ thì bà không biết là tại sao ông hai bà hai cắt cái nhà vệ sinh đó thì không gian bếp coi như là nó gần như là bỏ cái phần đất trống đó. Nên là nở khi mà thiết kế cái ngôi nhà này lại cũng khá là cực. Mà có một điều mà Bùi Hồ phân vân nhất á, làm sao mà ngôi nhà cho ông hai với bà hai phải cho tiết kiệm nhất có thể, vì tuổi của ông hai là một cái tuổi già cần ăn dưỡng nhiều hơn là việc có một cái ngôi nhà nó khang trang đối với những người trẻ tuổi. Và hôm nay thì có anh Hợp, cô bác anh chị ra đây đi, em quay máy lại đi. Sáng nay là hình như là bà hai có nuôi gà hay sao á. Ở đây anh Hợp à. Chắc cô bác của anh chị nhớ anh Hợp chứ đúng không? Đầu năm giờ chắc bận rộn dữ hơn không? Công trình nhiều. Bây giờ là tháng cũng tháng thanh minh rồi, anh cũng có làm mấy công trình, rồi làm mấy 2-3 công trình đang lạnh nữa. Ngày hôm nay thì giờ này cũng gần 10 giờ anh mới sắp xếp được cái công việc để mà đi đến đây với Bùi Hồ để hỗ trợ đồng hành. Và đặc biệt là trong năm vừa qua thì cũng 8-9 ngôi nhà cũng xa xa, và đây là ngôi nhà mà gần với gia đình mình nhất anh Hợp ha. Cũng giống như là ngày xưa mà cất ngôi nhà ổn nhất gần đúng không? Cũng mong là sẽ được nhiều hoàn cảnh hơn để mà hỗ trợ, và anh là chị có thể, chị làm hậu phương, còn anh tiền tiến có thể đồng hành với em. Cái ngôi nhà của mình đó là bề ngang bao nhiêu anh Hợp? Này 3.7 dài 7.2.
dài là tới cái nhà vệ sinh hay là đến cái đuôi nhà vệ sinh luôn? Đuôi nhà vệ sinh được, tại vì nó còn khúc chứ. À, ừ, còn khúc đó. Nói à, sau này có thể cuốn rành hay gì đó, làm gì đó là giờ cái bếp vô trong đó hoặc là cái giường vô đó được. Tại khu đó còn trống, khu trong đó còn trống khu đó. À, bây giờ cái nhà mình thì mình có cần lót dĩ không? Lót cuốn nền lên mình có cần lót dĩ không? Và mình nên cuốn lên bao nhiêu tấc thì nó mới ngôi nhà của mình nó mới không có bị ngập nước á. Cái này nó ngập nước thì nó không ngập mà. Xì lên chở chừng 3-4 tấc này hoàn thiện cũng được. Coi cho nó cao hơn mặt đường hay sao là có nước mưa nó tràn vô không? Chứ thật sự giờ ở đây ở trên này thì nó không có bị nước ngập rồi. Đây là một cái khu tiếng dân cư nó không bị ngập rồi đúng không? Đúng. Và anh khảo sát giùm em ha. Cái này nè, cái phần ton này thì anh thấy sao? Phần ton, mấy phần ton này dưới phần kèo, phần cọ, phần đòn tay rồi phần xiên anh thấy sao? Về nếu mà ấy thì cũng xài tạm bợ được nhất cũng 3-4 năm nữa chứ nó cũng mối ăn hết trơn rồi, cũng bị đặng không à. Cây này hồi đó cũng bên mấy người từ thiện cho hay gì đó bị đặng thôi. Ngày xưa là ai cho ông hai? Từ thiện cho. Bởi vì cây nó một cái trần dư ba cái dách này nó cũng xích hết trơn rồi đâu còn mấy nữa. Nếu như mà mình sửa cái ngôi nhà này đó hợp thì mình làm cái phần tôn lại. Làm cái phần tôn dừng ha. Hay là con dần á, anh thấy được không? Cái phần những cái phần cây này giữ lại thì anh thấy sao? Nếu mà giữ cái dần sườn cũng được nữa, là thay cái dần con dừng lại, rồi dán hết cái phần gạch lại, lót gạch trong này, với cái khu vệ sinh này hồi đó cũng dán gạch ở nhà vệ sinh luôn, làm tạm bợ nè, tính hơn mấy lót cái nền dưới lót lên 2-3 miếng gì cho nó sạch, đúng rồi, đi nước còn lại chứ cái này nước mất sạch vô nè. Đúng rồi, với lại mình đi hệ thống nước đi điện lại. Đúng rồi, đi điện lại. Nhưng mà nếu như mình làm lại mình có cần đóng la phong cho mát không? Nhà này đi điện lại. Không, nếu cần thiết á, cần thiết cái này không có nhiều mình đóng cái phòng khách cũng được nó không á. Đóng phòng khách lần trước thôi nha. Này phòng khách này bị ngăn chừng 3 mét mấy dài chừng này chừng 5 mét vậy. Vậy là liên quan đến phần tôn phần cũng phải nhờ anh Vũ rồi đúng không? 5 mét thì chưa được 20 mét vuông. Đóng la phong đóng phần trước là khoảng 130 đúng không? Chứ đúng thấy ông cụ bà cụ nằm này nắng không chịu nấu, mình còn chịu không nấu. 130 20 100 130 140 đi. Thì 20 thì 2 triệu mấy hả? 2 triệu 6. À đúng rồi, 2 triệu 6 2 triệu 7 đúng không? Phần la phong thì khoảng 2 triệu 6 2.7 tùy theo vật tư năm nay so với năm rồi. Nó mình chưa biết không, được. Cũng không lên, tiền mày nó không có lên. Dạ. Vậy bây giờ thì mình anh hợp với anh Vũ tính giùm em á là mình sẽ cái phần tôn nào phần dách á mình còn sử dụng được thì mình sử dụng, mà tôn này phần dách chắc hết sử dụng được rồi. Thôi giờ ý vậy đi, để mình lên dự toán bỏ dạ, mấy cái phần dách dừng hết đi, bỏ dách dừng đi ha. Mình giữ lại cái dàn sườn. Dạ, dàn sườn với dàn mái trên, dàn cây mình giữ lại, lót gạch lại và lót gạch cả nhà vệ sinh lại, với lại mình đi điện lại cho nó an toàn hết. Nhìn dây điện thì cô bác hết chị, mỗi một đóng đây luôn nè, đúng không? Với hai nữa có là phòng mình cho mát nữa, ông cụ bà cụ với nắng thấy cái mồi quá trời nắng, quá nóng rồi. Nhưng mà cây này mà ông bà cụ mà nếu như sử dụng cái phần cây này lại là khoảng 2-3 năm là bình thường đúng không? Đúng. Mình chỉ cần vệ sinh lại mấy cái phần này. Có ví dụ như những cái cây nào mà đòn tay nó chóc quá ngang đó mình có thể mình thay bằng cây sắt được không anh? Được. Được hả? Ừ. Thì cô bác anh chị, những cái cây mà đòn tay ngang đó là đa số là những cái cây tạp á, rồi được chóc quá nói với nhau thì không biết như thế nào. Thì bây giờ ngày hôm nay thì cũng được một số mạnh thường quân có gợi ý Bùi Hồ đi nhờ đội của anh Hợp á, đội thợ hồ anh Hợp với anh để khảo sát cái ngôi nhà của mình nè. Rồi sau đó là sẽ làm lại cái phần nền với lại cái phần nhà vệ sinh đó, là anh Hợp anh nói là làm tạm bợ chưa có ống nước gì đâu á. Nên là nữ là đa số đi vệ sinh bằng giấy hết. Không có thứ hai là cái phần gạch chưa có dán, nên là nữ mà mình sẽ đi cái phần gạch lại. Thứ ba là cái phần này nè. Nhưng mà em thấy cái phần cây này nó mục quá nè Hợp. Phần này nè. Cái nào? À thấy không? Biết rồi. Và cái này như là bỏ cái vách này luôn á. Bỏ cái vách này luôn. Tháo vách này ra bỏ luôn đúng không? Bỏ luôn rồi tính sắt. Đây em quay như thế này nè. Tháo vách này ra mình dừng sắt vô được không ta? Được bình thường. Mình ấy mấy cái sắt á. Nè đây nè. Cái vách này là mình gỡ ra nguyên cái vách này lên luôn á. Bỏ này, mấy cái này nó bung hết nè. Đúng rồi. Hết nè. Và mình sẽ có thể mình đây nè. Và mình thiết kế cái ngôi nhà này lại cho nó gọn là và bằng cách nè. Cái vẫn có một cái giường nhưng mà cái vách này giờ ra đằng trước. Cái vách này giờ ra đằng trước để ngăn cách cái phần phòng. Giờ cái này ra chút xíu đi. Ở đằng sau này là cái nhà nấu ăn. Hỏi sao nấu ăn giờ ra đem được đó.
Sao bây giờ là nhà ông Hai thấy bị gối nùi quá à? Ừ. Để vậy là chuột vô lắm cô bác anh chị. Mối một nó đóng mấy cây cột hết. Anh coi cây cột đó là con mối nó đóng lên hết luôn kìa. Nếu mà giờ là giờ nó ăn ra sao đi? Giờ nó ăn ra sao luôn? Để cái giường ngoài trước được rồi. Đúng rồi, để một cái giường ngoài trước. Cho nó rộng rãi với tay nữa, cái gạch mình nó sạch sẽ chút xíu. Rồi giờ đồ nó ăn ra sao hết. Đúng rồi. Ừ. Ồ quá trời. Còn ở sao đó muốn làm cái sàn nước phủ hay sao đó, làm hay sao? Cái ngôi nhà nó ngộ lắm, mình đang ở vậy chứ mình sửa lại một số cái vật dụng nhỏ nhỏ là nó mình coi như là nó hư gần hết luôn á. Như vậy thì lúc đầu Bùi Hồ cũng dự định là sẽ mua cho ông Hai một cái chiếc xuồng mới, được sự ủng hộ của quý mạnh thường quân như là từ chị Trâm Nguyễn ở Mỹ nè, cũng như mấy cô bác của chị mạnh thường quân á. Nhưng ngày hôm nay thì Bùi Hồ thấy là nhà của ông cụ thì cần sửa đổi nhiều hơn, đó là chính ngôi nhà. Vì đâu đó rằng cái ngôi nhà của ông cụ nó đã đến cái tuổi rồi. Ngôi nhà này mình cắt được bao nhiêu năm rồi ông Hai? Mười mấy năm rồi. Mười mấy hai chục năm rồi. Ngày xưa là người đội từ thiện người ta cắt cho mình thôi, chứ mình cũng không có tiền. Dạ. Dạ. Xã Tân Về. Dạ. Anh Hợp anh nói với ông Hai là ngày nào bữa nào ông Hai rảnh chở ông Hợp đi chơi. Ông Hai còn 90 mấy tuổi không biết là ôi, gần 90 tuổi rồi thì chạy xe được là đều quá tuyệt vời. Chạy được, còn đường xa giờ không dám chở mà. Không dám chở ha. Chở phải đường ngay thẳng đàng hoàng mới được. Khi nào mà đó, có đường ngay thẳng lại, có nhà mới lại á, là kêu bà Hai ôm em ngoài sau, ông Hai chở đi chơi đi dạo. Không được, bỏ rồi không được, bỏ mù mà. Rồi chở đi cho hóng gió thôi. Cho vui được không? Không được hả? Bây giờ con muốn hỏi cảm xúc của ông Hai nè, được sửa ngôi nhà thì ông Hai thấy mừng không? Được có kính đáo, được giữ được cả gian cũng đỡ. Bây giờ ông coi để tiền ở trong xe này cho ăn. Để điện trong chiếc xe luôn. 1.6-5 ngàn. Thôi đang quay anh lên mạng đó. Nó bỏ hết trơn. Bây giờ để bữa nào lấy luôn chiếc xe mất luôn. Không nói cho mất luôn chiếc xe. Mà con hỏi gì nè. Lấy xe không được. Dạ con hỏi gì nè. Khi mà dỡ cái ngôi nhà này ra thì ông Hai có cái chỗ ông Hai nghỉ ngơi tá túc được không? Ở người ta sàn hay gì. Anh Hợp sao Hợp? Khoảng muốn ở đỡ chuyện tầng lấy. Khoảng 5 tầng nữa anh Hợp. Tại vì sao mình xây cái này rồi xong mình vô các đồ đó đàng hoàng rồi mấy lốc cắt lại mới cho vô được. Thì ông Hai kiếm một chỗ nào ở ké tầng lễ được không? Ở đỡ nhà sàn không? Dạ ở gần nhà người ta tầng lễ nha. Dạ. Vậy ha. Vậy thì hôm nay con đến với dẫn bà đi đó xuống đó khó khăn. Có lần này nữa bà. Có nhà vệ sinh trong nhà không đỡ. Rồi thôi bây giờ con nói với ông Hai như thế này. Ngày hôm nay con chỉ đến đây để khảo sát cho ngôi nhà của ông Hai để sửa lại cái phần nền. Còn khi nào sửa và sửa với số tiền bao nhiêu thì con chưa công bố được. Tại vì Mạnh Thường Quân nhờ con đi khảo sát để con khảo sát cho gia đình của mình. Và khi nào cất á thì con sẽ cho ông Hai hay trước khoảng 2-3 ngày. Được không? Rồi sau đó là mình sẽ tiến hành cất và sẽ lựa chỗ cho ông Hai ở. Có thể ở ké nhà người khác hoặc là nhờ anh Hợp che một cái miếng bạc á ở gần đây. Ông Hai thấy được không? Có cái võng rồi cho hai vợ chồng che miếng bạc lên. Được không? Được ha. Bà Hai nè, bà Hai với ông Hai, bà Hai có cái giỏng. Ông Hai có miếng bạc. Được ha. Rồi vậy là xong rồi. Còn Bùi Hồ còn sẽ thông báo qua với chính quyền cái nữa cô bác của anh chị. Rồi tao đang quay phim anh Hợp trong gạch nè. Dạ. Qua đây. Anh Hợp ơi. Đây. Gặp rồi cô bác. Gặp rồi chị, gặp thấy không? Đây nè, miếng to nè cô bác của chị. Đây. Cái này chắc cũng phải ấy làm cái sàn nước phủ ngoài này thấy sao không? Dạ. Đây cây đây cô bác của anh chị. Đúng rồi anh Hợp nói đúng đó, anh Hợp biết sao không? Làm tại vì làm cái bếp đó, phải làm cái sàn nước đâu bên đây này cho. Em quay vô vách này. Ông Hai mỗi lần mà rửa cái chén á. Ra trước không? Là ra trước rửa không à? Rồi thôi bây giờ vậy thì trong ngày hôm nay anh với anh Vũ hợp đồng làm dự toán giùm em. Rồi chiều báo cho em để em biết cái số tiền bao nhiêu để em báo với Mạnh Thường Quân. Trước mắt là mình sẽ làm cái công đoạn là cuốn nền, dán gạch. Đúng rồi. Làm nhà vệ sinh, cuốn dán gạch nhà vệ sinh luôn. Rồi đi lại cái phần điện lại giùm cho em. Điện. Rồi cái phần vách tôn, cái phần nền nhà cứng thì mình cứ giữ.
phần dắp tôn của mình coi như mình bỏ mình thay mới đi. Thay mới hết. Rồi với lại nếu như mà cộng la phong không cộng lại trừ lại bao nhiêu đó anh tính lại giùm em chuyện đó ha. Và như vậy là ngày hôm nay thì Bùi Hồ đã tiến hành khảo sát xong một cái căn nhà của ông cụ bà cụ gần 90 tuổi trong một cái ngôi nhà gấp hay cô bác của anh chị. Cũng mong rằng là hữu duyên sau khi ông cụ mà được giúp á thì có thêm một phần vốn nào đó để mà ông cụ với bà cụ có thể là phòng ngừa lúc tuổi già lúc mà bệnh hoạn để có tiền xây sở ha. Còn bây giờ thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả cô bác của anh chị mình thương quý rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác của anh chị ở video clip sau.